Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 4 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực chính phủ với các bộ ngành về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Theo Bộ Công Thương, quý 1 năm 2024, sản lượng điện lũy kế đạt 69,34 tỷ kWh, tăng 11,77% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng điện bình quân ngày đạt 762 triệu kWh, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi, kéo theo đó là nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Chưa kể thời tiết đang chuẩn bị vào cao điểm nắng nóng, do đó tình hình dự báo cung ứng điện sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt hơn ngay từ cuối năm 2023. Kinh nghiệm năm nay là tập trung công tác điều hành, cùng với đó là củng cố năng lực truyền tải điện vì nhu cầu điện ngày càng cao. Mục tiêu đặt ra là không được để thiếu điện, nhất là vì lý do chủ quan và điều hành.